Làm sao nó bự quá vậy? Nó bự hơn mình đó ta. Đúng rồi. Tiên cá ơi, tiên cá 10.000 đô ơi, tiên cá 10.000 đô. Giờ à. đưa 10.000 đô mau không chém chết bà bây giờ. Ừ, tao nói cho mày. Trời ơi, gì vậy ba? Mới vừa gặp đầu tiên. Thôi ơi, tại sao vậy? Ủa, tại sao cái thân hình như vậy, gương mặt như vậy mà giọng nói lại như vậy? Ủa, hình như này đàn ông mày ơi. Trời ơi, chị Panda ơi, chị Panda đâu rồi? Chị Panda ơi, sao kỳ vậy ba mới sáng lớp? Ủa, nhà hút nghĩ gì vậy? Trời đất cô, sao mà mất tiêu cái nhà còn có cái bóng không vậy nè? Hút ơi, hút nè. Trời ơi, sao quá, sao bữa nay nhà hút sai ba chạy qua mệt muốn chết luôn á. Hút, ông làm gì? Mẹ ông cái gì? Ông làm gì cái nhà ông vậy? À, trời, chị Panda bà bỏ tiên thi vô nhà tôi, về nhà tôi banh rồi, giờ tôi đang xây lại nè. Ủa, trời ơi trời. Chị Panda bỏ vô nhà ông rồi nào? Sao? Trời ơi, mèo coi video mới nhất của tôi là mèo sẽ biết chị Panda bỏ tiên thi vô nhà của tôi á. Trời ơi, tôi khổ quá hả. Chị Panda bà bỏ vô nhà ông đâu có mất cái cỡ gì đâu, sao giờ mất hết trơn rồi. Trời ơi, tôi thấy nhà cũng cũ quá rồi, đạp xây lại cho mới mèo ơi. Sao xây lại y chang nhà cũ vậy? Thì dĩ nhiên là tôi yêu quý nhà của tôi mà tôi phải xây lại chứ mèo. Ôi, xây trời, nhà trời. Yêu nhà cũ thì thôi, tôi phải xây lại thôi. Rồi, cố gắng xây đi ha. Thầu tội nghiệp ghê không? Hey, ủa cái gì làm kia vậy ta? Ủa hết, ông dán gì ở đây trên gốc cây hả? Ơi, sáng giờ có thằng khùng nữa cứ đi nó dán tè le á, tôi cứ nói nó hoài mà nó không chịu nghe mèo ơi. Ê, cái hình gì đây? Tiên cá dễ thương hả? Cái gì vậy mèo? Wow, đẹp quá, coi mèo hút. Đâu. Không tiên cá đúng không? Ủa, tiên cá mèo ơi. Ủa, yeah. Một con tiên cá dễ thương quá à. Đi ra coi, đương nhiên là chỗ người ta coi mình người đuôi cá nè, wow, đẹp quá à. Wow, ủa mà sao tiên cá dễ thương lại đến đây? Thôi, đem cái hình này tối về đem nhà vệ sinh. Làm gì? Đuổi rồi mèo ơi. Rồi xong treo đây đi đó. Tôi lấy luôn, không cho ông lấy. Ủa sao kỳ vậy, tôi treo hình gái trong nhà mà mẹ không cho. Cái hình này là hình gái, hình này là hình con tiên cá. Trời ơi, ủa nó dán vòng vòng có cây nữa nè mèo ơi. Ủa trời, trời. Nào đi cái dán tè le hết vậy ta. Nè. Cá gì hồi tôi đang quảng cáo. Nè thôi, quảng cáo rồi, tôi dục xuống núi lửa luôn, chụp quảng cáo. Ừ, dục xuống luôn cho khỏi quảng cáo. Ở quảng cáo nữa, coi cho nó treo đâu. Trời ơi, nó treo nhà mèo quá trời luôn kìa, nhà mẹ chị Panda kìa. Ui, cái gì đây? Gì ạ? Tìm người mất tích thưởng 10.000 đô. 10.000 đô hả? Trời ơi, tìm người mất tích thì ra cái con nhỏ này bị mất tích hết rồi. Tiên cá mất tích 10.000 đô. Trời ơi trời, đảo mèo ơi, giàu rồi, tôi có tiền xây nhà rồi. Ra đây là cái người tiên cá bị mất tích, người ta dám cáo thị, người ta đi kiếm. Ui, tôi gỡ hình xuống hết, tôi gỡ hình xuống hết. Ê, đúng rồi, chúng tôi dám đi kiếm rồi, đừng thấy người khác đi kiếm rồi. Gỡ hình xuống hết mèo ơi. Ai đi kiếm mà kiếm gỡ đâu còn hình. Kìa kìa, gốc cây nó còn hình nè. Gốc cây còn hình kìa. Gỡ cây còn hình kìa. Thằng trời đi kiếm. Ôi, thằng này nữa. Wow, gỡ ra mẹ ơi, gỡ ra, rồi xong luôn. Con rồng có hình tè le luôn mẹ ơi. Trời ơi, ai dám tầm bậy tầm bạ dữ vậy trời. Cái gì vậy? Để tôi gỡ ra hết luôn. Gỡ ra. Rồi xong, gỡ hết luôn. Vậy giờ tôi với ông có đi kiếm cái con này để mà lấy 10.000 đô. Mà đi kiếm nó đâu giờ ta? Cũng đúng đó, tại gian dám cái hình tiên cá rồi kêu đi kiếm. Ê khoan. Cái gì mèo? Trong đó có cái gì nữa nè? Tôi đang gỡ hình mà có cái gì đâu mèo ơi. Gì đây? Tiên cá ở chỗ này lần cuối được tìm thấy nơi mất tích. Ồ, là nơi mất tích lần cuối được tìm thấy có con tiên cá chỗ này. Cái đây là cái chỗ nó ở nè. Ủa cái chỗ này hình như quen quen mèo ơi. Sao tôi nhìn cho kỹ vô coi. Cái chỗ này quen quá ta. Chỗ này ở đâu ta? Mọi người biết cái chỗ này không? Bạn nào mà nhớ cái map này thì hãy comment bên dưới cho mèo biết nha. Mèo đang sắp nhớ ra rồi. À đúng rồi, hốt nhớ rồi. Cái gì mèo? Ông có nhớ cái lần trước mà tôi với ông kìa Panda đi kiếm được kho báu của người cá không? À tôi nhớ rồi mèo ơi. Đúng rồi, cái chỗ mà ông có người cá tắm đó nè, chỗ này nè đúng không? Đúng rồi, cái chỗ này là nhà của tôi nè, có cái nhà nè. Đúng rồi. Rồi đây là nhà của tôi nè. Mọi người ơi, đúng lúc cái chỗ này tụi mình biết luôn. Vậy là lần này tụi mình sẽ có 10.000 đô rồi. Ê, bây giờ mình chế tạo được chiếc thuyền này mèo ơi nè. Chế tạo chiếc thuyền này nè. Rồi đặt chiếc thuyền ra đi, tôi với mèo lái thuyền đi qua chỗ đó kiếm tiên cá mèo ơi. Hốt ơi. Hả? Tôi nghe trong truyền thuyết đồn á, nếu như mà mình giúp đỡ được một người cá thì người cá nó sẽ cho mình một điều ước đó hốt. Đúng rồi, vậy là tôi ước gì tôi có 10.000 đô đỡ phải đi tìm mèo ơi. Trời ơi, ngu vô luôn. Trời ngu. Sao mèo? Ông thông minh quá vậy. Nè, mình cứu được nàng tiên cá là mình đã có được 10.000 đô, mình còn được xin thêm một điều ước nữa là được cả hai đó, hiểu không? À, hiểu rồi. Đây đây, nè cho mày bộ đồ nè, hồi nãy mẹ với tôi cùng nhau đi tìm tiên cá, bộ đồ đang hồi nãy có gì? Lỡ tiên cá nó có quậy thì mình quýnh nó luôn mèo ơi. Ờ quýnh nó luôn, đem về cho 10.000 đô thôi. Rồi nè, cho mèo đồ ăn nè, hồi nãy có gì mèo heo mèo ăn. Ờ tốt. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi ra tìm tiên cá mèo ơi. Đi lên, chở tôi đi. Đi tìm nàng tiên cá lấy 10.000 đô mèo ơi, đi. Đi mèo ơi. Cái chỗ này cần chỗ nhà mình chưa có ổn đâu. Rồi sắp đi tìm tiên cá rồi. Rồi xong chìm xuống rồi. Rồi làm người cá luôn đi trời. Ui tới rồi. Ui trời ơi. Tới cái chỗ này rồi mèo, cái chỗ này quen cực kỳ luôn. Ui, mèo nhìn trước mặt mèo ơi. Kìa. Cái gì kìa? Thấy rồi, kìa nó thật con tiên cá. Tiên cá kìa mọi người ơi. Kìa, đi lại gần hết.
Ê khoan, mày nhớ lần trước tiên cá nó hát lên cái mình bị hu rồi mày. Đúng rồi. Ok, ok, đi lại. Nó có vẻ nó đang năng động hơn mấy con điên. Wow, kia. Em tiên cá ơi, em nuốt đến đi. Hello. Hello, cô tiên cá. Trời ơi, cô tiên cá này là cô tiên cá 10.000 đô phải không? Thôi, chị có hello bạn tiên cá ơi. Trời chết. Ôi, cái gì mẹ? Xin lỗi. Tai mẹ ơi, ghê quá. Tôi thấy nó tàn hình, tôi thấy ghê quá. Á, à, sao nó bự quá vậy? Nó bự hơn mình đó ta. Đúng rồi. Tiên cá ơi, tiên cá 10.000 đô ơi, tiên cá 10.000 đô. Giờ đưa 10.000 đô mau không chém chết bà bây giờ. Ừ, tao nói cho rồi. Trời ơi, gì ba mới vừa gặp đầu tiên. Hình như này đàn ông mày ơi. Giọng nó sẽ giống đàn ông vậy. Ôi, nói chuyện lại đây. Không phải đàn ông, không nội. Chứ bị khang cổ họng. Khang cổ họng không? Nè, ăn gỗ đi cho đỡ khang cổ họng. Đó. Thôi, hết khang cổ họng. Hèn gì nó hát không có được cho nên nè, bứt bông cho ăn nè, bông ăn vô hết khang cổ họng nè. Thôi bà nội gọi hát đi. Bà hát cho nghe. Ôi, chạy đi mày ơi. Ôi, chạy đây. Tôi thấy ở trên cấu thị dán là cô là nàng tiên cá bị mất tích, nếu mà kịp được cô thì mình sẽ có được 10.000 đô đúng không? Nè, đúng rồi. Thôi bả thôi mèo ơi. Thôi quá, thằng nào mà chụp hình lén tôi, dán lên cấp hả? Hình ảnh của tôi hả? Thằng nào hả? Tức quá. Thôi vậy là bả bị chụp hình lén mèo ơi. Vậy là không có 10.000 đô hả? Dán hình mấy vòng vòng đây cho vừa mèo ơi. Vậy là không có 10.000 đô hay sao? Kỳ vậy? À, muốn đòi 10.000 đô hả? Trời ơi, được rồi. Trong 100 câu hỏi ta đã lập ra được một câu rồi. Hãy trả lời ta một câu đi thôi. Câu gì vậy bà nội? Trả lời chi vậy? Trả lời có được cái gì không? Được, ta sẽ cho tiền cho. Ôi, bà này ngộ nghĩnh quá mèo ơi, tự nhiên gặp bãi hỏi bãi cho bà ta tiền. Hay quá. Rồi, hỏi đi câu gì tôi cũng trả lời được hết. Mà khoan, trả lời đúng hay trả lời sai mới được tiền vậy? À, mèo ơi, mèo ơi, tiền, mình nhiều khi mình cũng không cần lấy bả trả lời câu hỏi đâu mèo. Nè, cướp nè, kim cương dưới trên cây đào lấy về lẹ lên mèo ơi. Trả lời câu hỏi lấy 10.000 đô nhiều hơn kim cương, ngu quá. Hỏi đi. Ok, hỏi đi. Phải trả lời nghiêm túc. Câu hỏi rất là đơn giản. Các người hãy nhìn kỹ vào mặt ta đi. Ừ, nhìn rồi. Mặt gì mà y như xác chết thôi vậy mèo ơi. Mặt đó của em làm. Để ta hỏi. Ta có đẹp không? Đẹp quá. Ông nghĩ sao? Ông nghĩ sao nó đẹp vậy? Nó xấu như quỷ gì đó, đẹp cái gì mà đẹp? Trời ơi, nó xấu thiệt mày ơi. Nhìn nó đi nó sát chết đôi vậy, xấu tàn cảnh vô nhân đạo luôn mà nó đẹp. Vậy mà ai chụp hình cô tiên cá sẽ trên hình nhìn ảo quá mày ơi. Chụp hình sao nhìn đẹp quá nè. Ôi, này là chắc xài camera 360 chụp nè. Trời ơi, bả dùng camera 360 á mày ơi. Bởi vậy nhìn trong hình nó khác với ngoài đời lắm mày ơi. Trời ơi, nhìn bả kìa xấu quắc luôn mày ơi. Đúng là hay gớm thiệt chứ. Rồi. Bây giờ chốt lại hai người có thấy ta đẹp hay là xấu? Xấu. Bà xấu quá, bà xấu mà chơi quỷ hờn luôn. Xấu quá. Thần Linh ơi. Nè nè mèo, mèo nhìn vô hình nè mèo ơi. Bà đúng nhìn xấu. Nhìn ở đây đỡ hơn, nhìn ngoài mắt tối quá. Nhìn vô hình đỡ hơn á. Dám chơi ta xấu. Ôi mèo ơi. Chị cá mà biết hình cũng lâu rồi kìa. Giờ chị đẹp lắm rồi, chị tha cho tụi tôi đi. Trời chết cha của trời ơi, sao mà trời nó kéo mày đeo lại vậy, nó ghê quá. Dạ nó xấu. Ôi mẹ ơi. Hình như là một con bạn. Ôi, quá trời quá, mấy thảnh đũa rơi. Ôi, 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 ô
Một lần chơi ngu nữa nha hết. Đúng rồi, không có chơi ngu đâu, có tìm kiên cá gì nữa hết. Trời ơi, khổ quá. Chắc tôi chết. Thôi, bye bye mọi người nha hút. Bye bye. Bye bye, bye bye.